Rồi tiếp theo, khoản đầu tư quan trọng nhất là đầu tư vào chính mình. Cho nên anh chị ghi vào đấy là không bao giờ ngần ngại đầu tư cho việc học tập cả. Đây là những nguyên tắc của người giàu. Anh chị đọc sách nào cũng có nguyên tắc này.